Mồ hôi được sản xuất bởi các tuyến nằm ở lớp hạ bì, giúp cơ thể điều hòa nhiệt độ. Tuyến mồ hôi được tìm thấy trên khắp cơ thể. Tuy nhiên, mồ hôi được tiết ra tập trung nhiều nhất là xung quanh khu vực trán, nách, lòng bàn tay và bàn chân. Và trước khi bắt đầu câu chuyện sức khỏe ngày hôm nay thì Khánh Ly xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một thắc mắc của khán giả gọi về cho chương trình nha. Xin chào bác sĩ và chương trình. Tôi tên là Phi Yến, năm nay tôi 25 tuổi, tôi ở tỉnh An Giang. Tôi có một cái điều này, tôi thắc mắc lắm là tôi thì bị tiết nhiều mồ hôi ở cái vùng dưới cánh tay. Tôi cũng thử điều trị bằng nhiều cách khác nhau nhưng mà không có hiệu quả. Mà bạn bè tôi thì nói là nên đi cắt tuyến mồ hôi sẽ hạn chế được cái việc tiết mồ hôi quá nhiều. Tôi không biết là cái việc cắt tuyến mồ hôi nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của mình không? Mong là bác sĩ tư vấn giúp cho tôi. Tôi cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình. Và nhân câu hỏi của khán giả Phi Yến cũng như là nhiều khán giả khác với nội dung tương tự thì ngày hôm nay chương trình có mời đến đây khách mời đó chính là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Phương đến từ Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả liên quan đến chứng tăng tiết mồ hôi. Khánh Ly xin được chào bác sĩ ạ. Xin chào Khánh Ly, xin chào quý vị khán giả. Và câu hỏi đầu tiên, bác sĩ có thể giải thích cho Khánh Ly và quý vị khán giả được biết là chứng tăng tiết mồ hôi được hiểu như thế nào và liệu đây có phải là một loại bệnh lý không ạ? Tiết mồ hôi là một cái hoạt động rất là bình thường của cơ thể chúng ta. Thì mục đích của tiết mồ hôi là để cái điều hòa nhiệt độ của cơ thể. Ví dụ khi chúng ta sinh hoạt ngoài trời nắng nóng hoặc là chúng ta tập thể dục thể thao hoặc là đến những cái nơi mà nhiệt độ nó khá là cao chẳng hạn thì cơ thể chúng ta nó sẽ tự điều khiển đưa cái tín hiệu về cái vùng hạ đồi ở bộ não, truyền tín hiệu xuống hạch giao cảm, thần kinh giao cảm và điều khiển cái tuyến mồ hôi để tiết mồ hôi ra. Thì khi mồ hôi nó được làm mát cơ thể thì nếu mà chúng ta sờ vào chúng ta sẽ thấy da mình rất là ẩm và lạnh. Thì đó là một cái cơ chế điều hòa nhiệt độ tự nhiên của cơ thể. Còn về tăng tiết mồ hôi thì cũng là một cái cơ chế giống như vậy thôi. Nhưng mà cái lượng mồ hôi nó sẽ nhiều hơn so với mức bình thường. Không có nguyên nhân cụ thể nào cả, do yếu tố gia đình hoặc là nó có sẽ có một số nguyên nhân. Thì thông thường đó là những nguyên nhân bệnh lý. Không biết là tăng tiết mồ hôi thì sẽ có những cái dạng nào thưa bác sĩ? Mình sẽ chia tăng tiết mồ hôi ra dạng khu trú, hay là đổ mồ hôi tại chỗ, hoặc là dạng toàn thân. Tuy nhiên để dễ cho cái việc điều trị thì chúng ta sẽ thường phân theo nguyên nhân là tăng tiết mồ hôi nguyên phát và tăng tiết mồ hôi thứ phát. Thì tăng tiết mồ hôi thứ phát là sau một cái nguyên nhân nào đó mình sẽ bị. Thì thông thường nhất là những cái nguyên nhân mà có liên quan đến cái tình trạng nội tiết của cơ thể. Thường gặp nhất đó là những cái bệnh lý nội tiết, ví dụ như là đái tháo đường hoặc là bệnh cường giáp, hoặc là chúng ta sử dụng một cái số loại thuốc toàn thân nào đó mà nó sẽ gây ảnh hưởng lên cái hệ thống thần kinh trung ương. Trong những trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ đổ mồ hôi toàn thân. Và có những trường hợp tăng tiết mồ hôi nhưng mà do nguyên nhân nhưng mà chỉ khu trú một cái bộ phận nào đó trên cơ thể thì cái đó chúng ta gọi là tăng tiết mồ hôi thứ phát nhưng mà khu trú thôi. Thường là nó sẽ xuất hiện đột ngột hơn một chút xíu và nó thường nó sẽ có những cái nguyên nhân như là chấn thương, tổn thương, một cái khối u nào đó mới xuất hiện hoặc là những cái bệnh lý về cột sống chẳng hạn. Thì một trong những cái này thì nó sẽ gây ra tổn thương cái thần kinh điều khiển tại cái vị trí đó. Điển hình là ví dụ như là cái hội chứng Gray là cái hội chứng mà tổn thương cái thần kinh tuyến mang tai. Thì khi tổn thương thần kinh đó có thể là do chấn thương nè, hoặc là do phẫu thuật cái bộ phận nào đó ngay cái vùng mang tai thì gây tổn thương cái thần kinh ở ngay tuyến mang tai thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc điều khiển cái tuyến mồ hôi. Thì nó sẽ đổ mồ hôi mà chỉ khu trú ở cái vùng má bên phải thôi, bên phải hoặc bên trái ngay tuyến mồ hôi thôi. Cái khái niệm thứ hai đó là tăng tiết mồ hôi nguyên phát. Thường là nó không có nguyên nhân cụ thể nào cả. Thường thì chúng ta sẽ thấy là cái mồ hôi nguyên phát nó sẽ có yếu tố di truyền, ví dụ như cha mẹ bị thì con cái sẽ bị, do đó cái lứa tuổi dễ mắc bệnh là khi mà bé nó trưởng thành là mình sẽ nhận biết được ngay. Thì cái dạng này thì nó khá là lành tính, tuy nhiên thì nó cũng ảnh hưởng đến một cái số sinh hoạt hoặc giao tiếp. Thì thường đây là cái nhóm mà chiếm đa số nhiều nhất và thường tìm đến bác sĩ để thăm khám và điều trị. Cái Liên nghe bạn nói là những người mà họ bị cường giáp thì sẽ tiết mồ hôi và đổ mồ hôi rất là nhiều, liệu là cái điều này có chính xác không ạ thưa bác sĩ? Điều đó là chính xác, bởi vì cường giáp là một trong những cái bệnh lý nội tiết. Thì hormone nội tiết của tuyến giáp nó tiết ra rất là nhiều, nó sẽ làm cho cái bộ máy cơ thể của mình tăng hoạt động lên, ha. Kể cả tim mạch tuần hoàn, hô hấp,
tiêu hóa, hệ thống chuyển hóa trong cơ thể mình nó cũng hoạt động rất là nhiều. Nhịp tim nhanh, lo lắng, hồi hộp là cái cảm giác mà cái người mà cường giáp thường mắc phải. Thì do đó cái việc đổ mồ hôi do kích thích cái tuyến thần kinh giao cảm là cũng là một trong những cái triệu chứng của cái bệnh cường giáp. Cái Ly cũng có nghe ý kiến là những trẻ ở độ tuổi dậy thì sẽ tiết mồ hôi nhiều hơn là những độ tuổi khác. Thì liệu là ý kiến này có chính xác không ạ thưa bác sĩ? Điều này cũng khá chính xác, là tại vì trẻ ở độ tuổi dậy thì lại rơi vào cái tình trạng là rối loạn hóc môn. Bắt đầu một cái giai đoạn chuyển biến hóc môn ở xu hướng tăng lên thì nó sẽ kích hoạt số hệ thống của cơ thể, trong đó có cái tuyến mồ hôi. Ngoài ra một số nhóm trẻ thì thực sự là tăng tiết mồ hôi, thực sự là cái nhóm trẻ đó thì thường là tăng tiết mồ hôi nguyên phát có yếu tố gia đình, là có nghĩa là cơ địa bé đó nó sẽ như vậy, bởi vì cha mẹ trong gia đình cũng có người đổ mồ hôi như vậy, cho nên khi mà bé lớn lên mà vào cái độ tuổi đó rồi, các hoạt động thường ngày của bé nó sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn so với bình thường. Cho nên là cái Ly thấy là có nhiều mẹ mà đang có con trong độ tuổi dậy thì cũng thường hay than phiền là con đổ mồ hôi rất là nhiều, đúng đặc rồi. Biệt là nó rất là cái nặng mùi nữa. Đúng. Cho nên là hy vọng là qua cái thời điểm này thì chắc là sẽ cũng trở lại bình thường bác sĩ ha. Thường là qua cái độ tuổi dậy thì nếu mà bé mà không có cái tăng tiết mồ hôi nguyên phát thực sự thì có thể là bé nó sẽ giảm lại ở mức độ bình thường. Nhưng mà đối với những bé mà có tăng tiết mồ hôi nguyên phát thì phải được thăm khám và điều trị đúng cách thì bé nó mới giảm được, không thôi là có thể là kéo dài cho đến cái độ tuổi lớn hơn. Không biết là khi nào thì cái triệu chứng tăng tiết mồ hôi được xem là bệnh lý và cần phải đi khám bác sĩ ạ? Cái này nó do nhu cầu. Ví dụ như Khánh Ly mà làm việc trong một cái môi trường máy lạnh, văn phòng, mặc dù là mình có đổ mồ hôi nhưng mà ở mức độ mình chấp nhận được thì mình thường mình sẽ không tìm đến bác sĩ điều trị. Nhưng mà nếu như mà bạn hoạt động ngoài trời, bạn là vận động viên thể dục, bạn là người là phải hoạt động lao động thể lực thì cái lượng mồ hôi của bạn chỉ cần bạn ra hơi nhiều chút xíu thôi là mình đã ảnh hưởng rất là nhiều rồi. Hoặc là một số công việc mà nếu mà mồ hôi nhiều quá cũng không thể làm được. Đó là những cái đối tượng là sẽ tìm đến cái sự điều trị của bác sĩ. Và trước khi mà chúng ta cùng tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Khánh Ly xin mời quý vị lắng nghe ý kiến của một vài khán giả để xem là mọi người chia sẻ về cách khắc phục khi mà bị tăng tiết mồ hôi như thế nào nha. Để mà hạn chế tình trạng mồ hôi ra nhiều thì em nghĩ là nên hạn chế ra ngoài đường lúc mà trời nắng nóng, và nên lựa chọn quần áo có độ rộng thoải mái, thông thoáng. Trong cái trường hợp đấy thì mình nghĩ là nên đi khám sức khỏe để hiểu sức khỏe mình ở bên trong hơn là khắc phục ở bên ngoài. Thưa bác sĩ, vừa rồi thì chúng ta vừa đến với một số những cái ý kiến của khán giả chia sẻ về cái cách của mình để khắc phục chứng tăng tiết mồ hôi. Như vậy thì Khánh Ly muốn hỏi là việc mà tăng tiết mồ hôi á, chúng ta điều trị thì có dứt điểm được không ạ? Đến hiện nay thì có thể điều trị dứt điểm được. Yeah. Ngoài những cái phương pháp bình thường như là sử dụng thuốc tại chỗ hay là gì đó, thì có những cái phương pháp hiện nay là đã điều trị hầu như là 90%, và trong một số trường hợp là vĩnh viễn, ví dụ như cái dạng mà tiêm botox chẳng hạn, tiêm botulinum vô cái vùng nách chẳng hạn, thì có thể điều trị thậm chí là vĩnh viễn trong một số trường hợp. Trước khi tiếp tục chương trình thì Cát Ly xin phép được đọc một email của khán giả đã gửi về cho chương trình. Xin chào chương trình Nụ Cười Ngày Mới, tôi tên là Hồng Ngọc ở tỉnh Long An. Tôi bị đổ mồ hôi khắp cơ thể rất là nhiều. Nhiều người bảo tôi tắm với nước phèn chua mỗi ngày sẽ khỏi. Tôi không biết là cách làm này có đúng hay không, nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi xin cảm ơn. Đây là một cái thắc mắc của khán giả đã gửi về cho chương trình. Và Khánh Ly biết là không chỉ có một cái phương pháp là tắm phèn chua đâu, mà chúng ta còn có rất là nhiều những cái phương pháp mà mọi người đã chỉ để giảm đi cái tình trạng tăng tiết mồ hôi này. Thì không biết là ý kiến của bác sĩ như thế nào? Trong dân gian mình truyền miệng nhau thì cũng có những cái nó có hiệu quả, nhưng mà cũng có những cái không có. Thì thật sự khi mà ngồi khám bệnh thì cũng có những bạn đến thì cũng các bạn cũng có sử dụng phèn chua. Nhưng mà các bạn cũng tới điều trị thôi, có nghĩa là nó cũng có thể nó giảm trong một số trường hợp nào đó, nhưng mà nó không có phải là một cái phương pháp điều trị. Nó cũng không có, thực sự là không có nghiên cứu hay là một cái chứng minh khoa học nào cho cái việc mà tắm phèn chua là nó sẽ làm giảm được cái việc tăng tiết mồ hôi. Do đó thực sự là bác sĩ không có cái lời khuyên là nên hay không nên. Nhưng mà về nghiên cứu là không có. Các bạn có thể thử nếu mấy bạn muốn. Nhưng mà đối với một số bạn đó mà có cái tình trạng da nhạy cảm nè, hoặc là viêm da cơ địa, hoặc là mày đay chẳng hạn, thì các bạn nên cẩn thận khi mà sử dụng một cái lượng phèn chua và pha loãng để tắm mà mỗi ngày như vậy, thì có thể sinh ra những tình trạng kích ứng da hoặc là viêm da tiếp xúc, thì lúc đó nó sẽ nảy sinh ra cái nhiều vấn đề khác. Theo ý kiến riêng của bác sĩ thì chúng ta không nên sử dụng
cái phương pháp mà tắm phèn chua đó như là một cái phương pháp điều trị mồ hôi thực sự. Quay trở lại với câu hỏi của khán giả tên là Phi Yến ở phần đầu của chương trình á, thì bên cạnh cái phương pháp mà bác sĩ có chia sẻ lúc nãy là tiêm Botox thì khán giả Phi Yến cũng có chia sẻ về cái phương pháp là cắt tuyến mồ hôi để điều trị dứt điểm cái việc tăng tiết mồ hôi, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái điều này được không ạ? Mình sẽ có nhiều cái lựa chọn để điều trị việc tăng tiết mồ hôi. Nhưng mà theo về bên y học thì mình nên chọn những phương pháp ít xâm lấn trước. Sau đó những cái phương pháp xâm lấn phẫu thuật gì đó mình nên để sau. Nha. Thì nội soi cắt hạch hoặc là phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi thì hiện nay thì nó không phải là những cái phương pháp đầu tiên mà nó là đứng ở phía sau. Thì những cái phương pháp đầu tiên thì các bạn nên lựa chọn trước. Thì để coi là mình phù hợp với phương pháp nào thì mình nên thăm khám bác sĩ để được tư vấn và cái hướng dẫn cụ thể. Tại vì cái nào nó cũng có ưu điểm và cái khuyết điểm riêng của nó. Hiện nay thì không biết là trong y khoa chúng ta sẽ có những cái phương pháp nào để điều trị chứng tăng tiết mồ hôi ạ thưa bác sĩ? Sẽ tùy vô cái vị trí mà mình đổ mồ hôi để mình có những cái lựa chọn phù hợp. Bác sĩ sẽ liệt kê một vài phương pháp, như là bác sĩ đã nói thì những cái lựa chọn đầu tiên sẽ là những cái lựa chọn không có xâm lấn nha. Không xâm lấn nhưng mà được FDA approve ha, chứ không phải là không có. Thì lựa chọn đầu tiên là những cái thuốc bôi tại chỗ. Nó có nhiều, rất là nhiều dạng, tùy từng vùng. Ví dụ như bạn đổ mồ hôi mặt, tay, chân, lưng gì đó thì nó có dạng lotion, dạng bôi, dạng powder, đủ thứ dạng hết ha. Kem cũng có, dạng lăn cũng có. Thì nó sẽ chứa những cái chất mà aluminium chloride. Thì đó là một trong những cái ức chế cái việc tăng tiết mồ hôi. Thì các bạn sử dụng cái đó trước. Nếu mà làm bằng tay bằng chân thì các bạn có thể sử dụng cái điện chuyển ion. Điện chuyển ion thì giá thành rất là rẻ, phù hợp với học sinh sinh viên, nhưng mà tần suất đi thì nó hơi dày tí xíu. Rồi những cái lựa chọn tiếp theo thì các bạn có thể sử dụng dạng tiêm botulinum toxin, hoặc là những cái dạng liệu pháp vi sóng MiraRay thì sẽ giúp cho làm cái tuyến mồ hôi về lâu về dài sẽ rất là hiệu quả và teo sản, giảm sản xuất lại, và có thể trong một số trường hợp là điều trị là bệnh viện luôn, rất là tốt. Thì đây là cái phương pháp mà FDA đã approve rồi nha. Rồi lựa chọn thứ ba là chúng ta có thể sử dụng thuốc uống. Nhưng mà thuốc uống toàn thân thì hạn chế, bởi vì nó sẽ mang theo những cái tác dụng phụ toàn thân khác. Cho nên là chỉ sử dụng trong một số trường hợp và ngắn ngày, không phải là một cái lựa chọn ưu thế. Tiếp nữa là những cái phương pháp ví dụ như là phẫu thuật hoặc là nội soi cắt hạch giao cảm. Thì hồi xưa là những cái này là mình sử dụng đầu tiên. Nhưng mà sau đó khi mà xuất hiện những cái phương pháp mới hơn thì những cái phương pháp này nó đã trở thành những cái lựa chọn thứ tư, thứ năm rồi. Thì những cái phương pháp này nó cũng có những cái ưu điểm, khuyết điểm riêng. Để lựa chọn phương pháp nào thì mình cần đến để được bác sĩ tư vấn. Liệu là chúng ta có những cái cách nào để phòng ngừa và hạn chế bị tăng tiết mồ hôi không ạ thưa bác sĩ? Để phòng ngừa và hạn chế thì rất là khó, tại vì cái môi trường sinh hoạt của mình thì rất là khó. Một khi nó đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình rồi á, thì mình nên đi điều trị ha. Thì những cái phương pháp điều trị nó rất là đơn giản thôi, không có mất nhiều thời gian của mình đâu. Mà cái hiệu quả nó kéo dài 6-9 tháng. Rồi cái mình lặp lại cái điều trị đó là hầu như là nó dứt điểm luôn. Thì tại sao mình không đi điều trị ha? Thì mình nên lựa chọn những phương pháp điều trị như hiện nay thì cái tiêm botulinum toxin á thì khá là hiệu quả, mình thấy rất là tốt. Rất là tốt mà cũng không có đau đớn gì ha. Liệu pháp làm rất là nhanh. Để hạn chế thì dĩ nhiên là trong mấy bạn đừng có sinh hoạt trong cái môi trường nắng nóng quá, đừng có sinh hoạt ngoài trời nhiều quá. Khi ăn thì mình chọn những cái thức ăn vừa phải thôi, đừng quá nhiều gia vị, đừng quá nóng và hạn chế bia rượu. Biện pháp hạn chế tăng tiết mồ hôi cơ thể: tránh thực phẩm nhiều đường, cay, nóng, uống đủ nước, duy trì tinh thần thoải mái, vui vẻ, giữ cơ thể sạch sẽ, thoáng mát, tránh sử dụng xà phòng hoặc chất khử mùi mạnh, tránh tắm nước nóng, không uống rượu bia, không hút thuốc lá. Cảm ơn bác sĩ Ngọc Phương rất là nhiều với những kiến thức đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Và cái Ly hy vọng là với những điều mà bác sĩ Ngọc Phương chia sẻ sẽ giúp cho những ai mà đang lo ngại về chứng tăng tiết mồ hôi của mình, chúng ta biết cách về phòng tránh, hạn chế cũng như là cách để điều trị nhé. Một lần nữa thì cái Ly xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Cảm ơn Khánh Ly. Xin chào Khánh Ly. Xin chào quý vị khán giả.